Rất vui được gặp lại các bạn trong chuyên mục Người Gieo Hạt Sức Khỏe Tài Chính. Mình là Duyên và bạn đồng hành với mình là anh Quang cùng đến từ khối quản lý tài sản. Hôm nay thì mình và anh Quang sẽ cùng review cuốn sách Con Đường Tự Do Tài Chính của tác giả Bodo Schaefer. Bodo Schaefer là một tác giả và diễn giả, là doanh nhân nổi tiếng của người Đức và được xem là huấn luyện viên hàng đầu thế giới về tự chủ tài chính cá nhân. Và tên của ông là bằng chứng cho các buổi hội thảo về tiền và quản lý tài chính trên phạm vi thế giới. Và cuốn sách này thì sau khi mà đọc xong cuốn sách Con Đường Tự Do Tài Chính của ông thì đây là một cuốn sách rất là hay và đáng để đọc và học hỏi, bởi vì ở trong này thì ông có những cái để cho chúng ta có thể áp dụng và thực hành luôn. Và ông có ghi ở ngoài bìa sách đó là cách kiếm 1 triệu euro đầu tiên trong vòng 7 năm. Thì trong cuốn sách này thì ông có nói rằng giàu có là quyền của bạn ngay từ khi bạn chào đời. Đừng bao giờ quên điều đó. Bạn xứng đáng có một chỗ đứng dưới ánh mặt trời. Hãy biến cuộc sống của bạn thành một kiệt tác. Hãy chứng minh cho bản thân và những người khác rằng bạn có thể trở nên giàu có trong vòng 7 năm. Vậy thì sau khi đọc cuốn sách này thì anh Quang cảm thấy như thế nào về cuốn sách? Anh phải nói là mặc dù là đã đọc khá nhiều sách về tài chính cá nhân, về đầu tư, nhưng mà anh thấy đây là một cuốn sách khá hay. Phải nói là cuốn sách khá hay và anh học được nhiều điều. Cái điều đầu tiên là tác giả là người mà đã thực hiện được cho chính mình cái việc là đã trở thành triệu phú euro trong vòng 7 năm như thế nào. Và thứ hai là tác giả đưa ra một cái cách thức, tức là không phải chỉ là kiểu nói động viên về mặt lý thuyết không, mà tác giả đã đưa ra cho mình một cái công thức luôn. Nó gồm các cái bước khá là đơn giản, dễ hiểu và dễ áp dụng. Ví dụ như là tác giả có nói là gì, một cách thức được mô tả trong cuốn sách này bao gồm 4 chiến lược được liệt kê, đúng không? Ví dụ như là một là tiết kiệm một tỷ lệ nhất định trong thu nhập của bạn, thứ hai là đầu tư tiền tiết kiệm của bạn, đúng không? Thứ ba là tăng thu nhập của bạn, thứ tư là tiết kiệm một tỷ lệ nhất định của bất kỳ khoản thu nhập nào tăng thêm. Đấy, và tác giả khẳng định luôn là nếu làm theo những chiến lược này thì bạn sẽ tích lũy được, chắc chắn sẽ được trong từ 1 đến 2 triệu euro trong khoảng thời gian từ 15 đến 20 năm. Và trong này tác giả cũng có nói luôn là để làm được điều đó, chúng ta sẽ không chỉ cố gắng hết sức mà còn phải làm với 110% sức mạnh. Chúng ta không tự mình làm được tất cả mà trước hết phải tìm cho mình một huấn luyện viên và mở ra một mạng lưới chuyên gia sau này. Đây cũng là một cái nền tảng mà chúng ta cần có financial coach, đúng không? Đấy. Và chúng ta nhận ra là giàu có và thành công không hẳn chỉ là may mắn, nó còn đòi hỏi những nguyên tắc, kỹ năng, thái độ và hiểu biết. Và cuốn sách này giúp chúng ta tìm được những điều đó và biến chúng thành những thói quen quan trọng nhất trong cuộc đời trưởng thành của mình. Tức là tác giả nhấn mạnh là cái này không phải chỉ nói về chuyện tiền bạc mà còn cho chúng ta một cái nhìn sâu sắc về trong cuộc sống nữa. Với lại là cái cách cấu trúc cuốn sách cũng khá hay, tức là cái phần 1 là nói về những cái nguyên tắc cơ bản, đúng không? Ví dụ như là từ cái chuyện là chúng ta muốn điều gì, cái ước mơ của mình về cuộc sống, về tài chính là gì, rồi ý thức trách nhiệm của mình ra sao, rồi vấn đề là để trở nên người có tự do tài chính thì nó có phải một phép lạ hay không, hay là nó đòi hỏi những thứ rất là thực tiễn. Rồi tác giả cũng chỉ ra là tại sao lại không có nhiều người đạt được tự do tài chính, hay là còn nói cách khác là giàu có trên thế giới này, như quan điểm về mình tiền như thế nào. Đó là trong phần 1. Thì sau đó trong phần 2 là tác giả đưa ra một loạt các cái bài tập thực hành cho chúng ta, từ việc là giải quyết nợ nần như nào, tăng thu nhập ra sao, nguyên tắc để tăng tỷ lệ tiết kiệm, rồi hiểu về lãi suất kép để mà có thể đầu tư, vân vân, rồi các nấc thang để đảm bảo tài chính, an toàn tài chính và tự do tài chính như nào, cũng như là cái cách gieo mầm về tiền bạc. Và đó là một cái cấu trúc rất là hay, có tính thực tiễn rất là cao của cuốn sách này. Đó là cảm ơn chung. Vậy thì tác giả đã đưa cho chúng ta từ những cái cơ bản, sau đó đưa chúng ta có những cái bài học để thực hành và áp dụng luôn và chính trong cái vấn đề tài chính cá nhân của chúng ta, đúng không anh Quang? Vậy thì bây giờ sẽ là đi vào chi tiết từng những cái bài học mà mình đúc kết được trong cái cuốn sách này của tác giả. Thì trước tiên thì mới vào cuốn sách thì tác giả đã đưa ra một cái bảng phân tích để khảo sát về cái tình hình tài chính của chúng ta rất là hay. Thì chắc là có đưa ra là 24 câu hỏi. Và tác giả có nói là vui lòng không đọc cuốn sách này khi không làm hoàn thiện 24 câu hỏi này. Chính vì vậy mà những cái câu hỏi này cũng rất là hay để mình có thể tự đánh giá được cái tình hình tài chính của mình. Thì các bạn có thể mua cuốn sách này về, sau đó thì thực hành 24 câu hỏi khảo sát này. Vậy thì trước tiên sẽ vào phần đầu tiên là những nguyên tắc cơ bản, thì anh Quang thấy như thế nào ở phần này?
Để trong phần nguyên tắc cơ bản là ở cái nó gồm các cái yếu tố, tức là mình phải thực sự hiểu là mình muốn gì đã. Tức là xác định được một mục đích trong cái cuộc sống này liên quan đến tiền bạc và cuộc sống như nào. Cái điều đó rất quan trọng. Thì trong này tác giả có nói là nhiều người đã mất đi những cái thứ mà tôi coi là quyền bẩm sinh của chúng ta, đó là hạnh phúc và thịnh vượng. Thì ý là mình phải xác định rất là rõ cái đích mà mình muốn hướng tới là như thế nào. Nói chung là chủ yếu là tác giả kể chuyện thôi. Trong cái câu chuyện của tác giả là mới thể hiện ra là tác giả đúc kết luôn là phần lớn mọi người tới nói cái chuyện khác, nhưng cuối cùng nó mang lòi ra là cái chuyện là do gặp khó khăn về vấn đề về tài chính rất là nhiều. Rồi cái điều thứ hai là tác giả nói là quyết định không chưa đủ, mà là chúng ta phải có một cái niềm tin là chúng ta làm được. Cái này là phải lạc quan và tự tin và biết mình đứng ở đâu. Rồi trong này tác giả cũng nói luôn là mình phải hiểu được năm khía cạnh của cuộc sống là mình là gì. Ví dụ như tác giả có nói là năm vấn đề mà tác giả chia ra gồm sức khỏe này, tài chính này, các mối quan hệ cảm xúc và mục đích sống của mình như thế nào. Đây là năm vấn đề rất là then chốt, và gần như nếu mà khuyết cái khía cạnh nào thì đều không thể được coi là thành công trọn vẹn trong cuộc sống này được. Cái phần thứ hai tác giả có nhắc đến đó là trách nhiệm, nói về cái tính trách nhiệm. Thì đối với phần này thì tác giả muốn là bạn phải chịu trách nhiệm về cho mình. Và tác giả có giải thích về cái nghĩa của từ trách nhiệm. Trách nhiệm nghĩa là phản hồi bằng năng lực. Tức là từ được ghép bởi hai từ này trong tiếng Anh của nó là responsibility. Rất hay. Đúng rồi. Và đây thì tác giả còn nói là đổ lỗi cho người khác là bạn đang trao quyền lực cho họ. Và khi đó là tự mình đang đánh mất cái quyền lực của mình. Chính vì vậy mà mình phải chịu trách nhiệm cho những cái việc mình làm, hay là những cái mà tốt với mình hay không tốt với mình, thì mình phải chịu trách nhiệm toàn bộ cho điều đó. Và tác giả có đưa ra là 4 cách để mở rộng cái phạm vi kiểm soát của mình. Cách thứ nhất đó là rời khỏi vùng an toàn của mình. Cách thứ hai là coi các vấn đề là cơ hội để phát triển bản thân. Và tự hỏi là làm thế nào để tôi có thể ngăn chặn các vấn đề này xảy ra một lần nữa. Và thứ ba đó là đặt ra cho mình những câu hỏi đúng để hiểu mình và xác định được cái mục tiêu cho mình. Và cái thứ tư đó là mở rộng vũ trụ cá nhân của bạn và phạm vi kiểm soát của bạn để và phạm vi kiểm soát thì sẽ tự động tăng lên. Rồi xong rồi đến một cái phần thứ ba trong giống như là chương 3 trong cái phần 1. Thì giờ tác giả có đặt một câu hỏi là trở thành triệu phú có phải là phép lạ không? Đúng không? Thì tác giả có đưa ra 5 cấp độ của cái việc thay đổi như thế nào. Ví dụ như cấp độ số 1 là bạn thừa nhận không hài lòng với tình hình hiện tại của mình, vì vậy là bạn quyết định hành động, đó là cái bước khởi đầu tiên. Đúng không? Trong cấp độ 2 là bạn không đạt được kết quả như kỳ vọng và nhận thấy hành động của mình là chưa đủ. Bạn quyết định là thực hiện một số biện pháp để đưa ra giải pháp và tự hỏi bản thân mình là làm thế nào mình có thể cải thiện được kết quả đây, làm thế nào mình có thể làm việc thành thạo hơn thay vì cứ phải cẩn mẫn hơn. Tức là ta đưa ra một cách hành động rồi, nhưng mà ta luôn luôn review với chiến lược của nó để mà tiếp tục kiểu cải thiện nó cho phương pháp nó ngày càng đúng hơn. Cấp độ thứ 3 là các kỹ thuật chỉ giúp bạn ở một mức độ nhất định. Nếu so sánh mình với những người thành công hơn, bạn sẽ nhận thấy dường như họ đạt được mục tiêu khá dễ dàng. Có lẽ họ có những cái người bạn gây ảnh hưởng đã mở đường cho cánh cửa cho họ. Thì đây chính là cái là mình không phải chỉ làm của mình không, mà mình học hỏi từ người khác nữa. Thì trong trường hợp này cũng tương tự như trường hợp là chúng ta nên có một huấn luyện viên hay gọi là một financial coach, thì sẽ đồng hành giúp chúng ta tìm được cái giải pháp nó tối ưu hơn. Cấp độ thứ 4 là bất cứ khi nào nghĩ về người khác và bản thân, tức là bạn đang xem lại cách mình nhìn thế giới. Đúng không? Nhiều người coi thế giới xinh đẹp của chúng ta giống như một khu rừng. Những cá nhân này tin rằng họ cần phải chiến đấu với hộ bán để tồn tại. Tóm lại là ở đây là mình luôn luôn có cái thói quen là mình phân tích đúc kết thôi, nghĩ là như vậy ha. Và cấp độ thứ 5 là chúng ta có thể tạo ra sự thay đổi toàn diện nhất bằng cách điều chỉnh nhận dạng của chúng ta hoặc là ý thức về bản thân. Tức là ở đây ý muốn nói là không phải chỉ là người ta phấn đấu để được bao nhiêu tiền, mà còn đó là định vị con người chúng ta như thế nào. Cái identity, cái thứ rất là quan trọng. Rồi và trong này tác giả cũng có đưa ra một số cái khuyến nghị luôn ngay trong cái chương này, đó là sách, đúng không ạ? Sách là một cái một thức ăn rất là quan trọng, và ở đây tác giả cũng có nói luôn rồi này, đúng không? Bạn sẽ được hưởng lợi gì từ cơ hội đọc sách? Bạn có đọc sách về tất cả năm lĩnh vực cuộc sống không?
Nhưng quan trọng là để xác định ở trên. Nếu bạn đọc 2 cuốn sách mỗi tuần thì mỗi năm bạn sẽ đọc được hơn 100 cuốn sách. Điều đó cho bạn biết thêm 700 cuốn sách trong 7 năm. Bạn có nghĩ rằng 700 cuốn sách sẽ thay đổi bạn không? Đó. Tóm lại là tác giả đưa ra cái cách thức để mà mình có thể học hỏi được từ sách như nào. Rồi thêm một cái việc nữa là ngoài cái việc đọc sách, nên có thói quen viết nhật ký thành công của bạn. Cái điều này khá quan trọng, tức là mỗi ngày mình đã làm gì để tiến tới cái mục tiêu đó nhiều hơn người ta viết vào. Rồi tác giả cũng đưa lời khuyên là nên tham gia hội thảo, một năm ít nhất là phải có 4 lần tham gia những cuộc hội thảo có liên quan đến cái đề tài mà chúng ta quan tâm. Rồi những cái tấm gương đáng học hỏi, đúng không ạ? Nếu xung quanh chúng ta là những người giỏi hơn, chúng ta sẽ phát triển, đúng không ạ? Vâng, đó là cái cách mà tác giả đưa ra. Bạn cần lòng can đảm để làm nên điều kỳ diệu, đúng không ạ? Đó là mấy cái điểm mà đúc kết được trong cái chương số 3 trong cái phần 1 này. Những cái điểm mà anh Quang vừa đúc kết ở trong phần này thì tác giả có chỉ ra ở đấy đó có 4 yếu tố để làm nên cái sự kỳ diệu trong cái vấn đề này. Thì anh Quang cũng có kể rồi, và đó, và ông nói rằng cái việc học hỏi và phát triển không ngừng là cái phương châm sống của ông. Và khi mà ngừng phát triển thì chúng ta sẽ như là chúng ta sẽ chết, và không ngừng học hỏi phát triển để cảm thấy là được tiếp thêm sức sống, cũng tức như là chúng ta có thể trở thành cái phiên bản tốt nhất của chính mình. Và trong chương tiếp theo đó là về cái phần 4, là tác giả có đặt ra câu hỏi là tại sao không có nhiều người giàu có. Khi mà chúng ta nhìn vào thực tế thì đúng là như thế thật anh Quang. Đúng rồi, chính xác luôn. Thì tác giả có trả lời đó là bởi vì là cái sự nghèo khó thì sẽ dễ hơn là cái việc trở nên giàu có. Và chắc chắn là khi và nhìn vào thực tế thì cái việc mà mình có thể tiết kiệm được 10%, nhưng mà những người nghèo khó thì họ lại không lựa chọn cái phương án tiết kiệm 10% đó. Và chấp nhận là tiêu hết cái số tiền của mình. Đúng rồi. Đó. Với lại trong chương này tác giả cũng đưa ra là những cái người mà gọi là không có nhiều tiền hay khó khăn về tiền, họ có những cái đặc điểm rất là rõ ràng này. Thứ nhất, những người không có tiền không bao giờ định nghĩa rõ ràng về sự giàu có như nào, họ chỉ nói chung chung ai muốn làm giàu nhưng không biết là cụ thể như nào, đúng không? Thứ hai là những người không có tiền thường coi việc làm giàu là mục tiêu di động, đúng không? Thật là đưa ra một góc xong làm không được, xong không được cũng chả chẳng phải kéo dài thời gian tiếp. Đó là thứ là như vậy. Xem bắt đầu và người không có tiền thì không biết mục tiêu làm giàu thành một mục tiêu tiên quyết, đúng không ạ? Làm cũng được, không làm được cũng ra. Đấy. Người không có tiền thì thường thiếu kinh tế. Đây là anh nghĩ đây là vấn đề mấu chốt này, đúng không ạ? Có nhiều người là ok nghe cái đó hay, xong làm được một hai việc xong bắt đầu thiếu kinh tế lại bỏ, thế là lại quay lại về cái máng lợn rồi. Cho nên đây là cái điểm hết sức quan trọng. Rồi người không có tiền thường không nhận trách nhiệm, hay có thói quen họ đổ lỗi cho người khác, đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho tất cả mọi thứ. Và người không có tiền thì không sẵn sàng cống hiến 110%, chắc chắn phải có nỗ lực, phải có hành động. Rồi người không có tiền không có huấn luyện viên giỏi. Đó là những cái đặc điểm mà tác giả mấu chốt lại trong vấn đề như này. Thêm nữa này, người không có tiền lúc lúc tập trung vào điểm yếu của họ, đúng không ạ? Đấy, mà không biết phát huy cái điểm mạnh của mình như nào. Vâng vâng, đó là cái trong cái chương nói về cái tại sao không người giàu có là như vậy. Có một ý mà tác giả có nhắc đến là người không có tiền không có huấn luyện viên giỏi ấy. Ý này em nghĩ rất là đúng, bởi vì khi những cái yếu tố trước mà anh Quang có nói là không có tiền họ có cái mục tiêu di động này, hay là cái yếu tố thứ hai là không coi là điều kiện kiên quyết, đúng rồi, không coi là điều kiện kiên quyết, thì lý do tại sao là bởi vì là khi mà họ đặt mục tiêu ra họ làm thì họ mất động lực, thì cái mục tiêu của họ sẽ tụt lùi dần. Chính vì vậy mà có huấn luyện viên thì sẽ có người thúc đẩy họ lên để họ thực hiện tiếp theo. Và chương tiếp theo là tác giả nhắc là bạn cảm thấy như thế nào về tiền. Đây là một cái phần mà cũng rất là quan trọng, khi mà cái suy nghĩ của mình về tiền, cái suy nghĩ của mình nó tác động lên cái hành động của mình. Chính vì vậy mà khi mà mình suy nghĩ tiền tiêu cực thì nó sẽ là tiêu cực, mà tích cực thì nó sẽ là tích cực. Đó thì đúng rồi. Và trong này thì tác giả nói khá nhiều về cái tức là cái cách mình quan niệm ấy. Thì rất hay, và trong này anh học được luôn cách rất hay. Tác giả nói nè, khi rời nhà khỏi nhà vào buổi sáng bạn thường mang theo bao nhiêu tiền, này ghi lại số tiền đó vào. Cái này rất hay luôn, tức là có nhiều người thì nghĩ là thôi ví mình để ít tiền thôi, nhưng mà chính tác giả cái rất hay, tác giả đề xuất là trong túi mình tốt nhất là lúc nào cũng nên có ít nhất là 500 euro, tức là tương đương với khoảng độ 10 mấy triệu Việt Nam gì đó. Nhiều khi mình cũng không tiêu đâu, nhưng mà nó sẽ cho mình một cái cảm giác là mình có sự dư dả. Ý này cũng rất hay đó.
Anh nghĩ là nên như thế chứ không thế, lúc ở ở tình trạng túng thiếu đúng không? Đó. Nhưng mà thì... nếu xét ra tiền Việt Nam thì chắc là ít hơn anh Quang nhỉ, chứ còn không 10 triệu. Chứ còn mang nhiều như thế này thì không 10 triệu được. Nhưng mà có một cái ý rất hay từ cái bài học này mà tác giả đưa ra, đấy là tại sao mà họ lại không đúc 500 euro trong người, bởi vì là những cái nỗi sợ về tiền, và khi mà cái nỗi sợ của họ thì cũng ảnh hưởng đến cái suy nghĩ của họ liên quan. Đúng rồi. Thì... họ sẽ cảm giác là túng thiếu. Rồi. Tóm lại là tác giả muốn mình định vị lại cái niềm tin của mình về tiền cho nó hợp lý, đúng không ạ? Cho nó tích cực. Tóm lại là gắn với những khía cạnh tích cực thì nó sẽ tốt hơn. Đó là cái trong cái chương này. Rồi tiếp tục à, đó là cái phần 1, phần những cái yếu tố về cơ bản. Còn cái phần 2 mới là cái phần mà cá tính thực tiễn rất là cao, tức là những cái hướng dẫn thực hành để mà chúng ta có thể hướng đến con đường tự do tài chính, đúng không ạ? Bắt đầu với cái đầu tiên là yếu tố nợ nần, xử lý nợ nần trước. Thì Duyên có review gì trong cái phần chương 6 về nợ nần? Khi mà tác giả nhắc đến cái phần nợ nần thì mình có thể xét về cái kế hoạch tài chính cá nhân hiện tại ở ngoài mà rất là nhiều người vướng phải, tức là họ mắc phải cái vấn đề nợ nần, tức là ngay cả mắc phải là ngay cả cái vấn đề thu chi tiêu của họ, thì chính vì họ mà tiêu quá thì họ sẽ mắc đến nợ nần ấy. Thì từ đó mà tác giả cũng đưa ra, cũng phân giải thích ra là về cái nợ thì có là nợ ngu xuẩn và nợ thông minh. Đó, giải thích cho chúng ta và giải thích là nợ phát sinh như thế nào. Thì tức là khi mà chi tiêu quá mức, không có cái tỷ lệ tiết kiệm, không có cái tài sản dự phòng, thì khi đó chi tiêu mình không có, mình sẽ phải đi vay nợ chỗ nọ đập vào chỗ kia. Và làm thế nào để ngăn chặn cái khoản nợ. Và cũng đưa ra 13 cách thiết thực để giúp có thể giảm được cái nợ đó. Thứ nhất là định hướng mục tiêu dài hạn. Hãy tự hỏi liệu mọi thứ bạn nghĩ, nói và làm có góp phần giúp bạn đạt được mục tiêu đã đề ra hay không. Thứ hai đó là thay đổi niềm tin. Muốn áp dụng các lời khuyên thiết thực nhưng lại không chịu sửa đổi niềm tin của bản thân thì chẳng khác gì là tránh gió, tức là nói mà không làm nhé anh. Thứ ba đó là không bao giờ nói một ít tiền sẽ không tạo ra sự khác biệt, mỗi xu đều có đáng giá của nó. Cái này thì đến cái chương sau, khi mà mình nói về cái lãi kép, lãi suất kép ấy, thì mình sẽ thấy được cái giá trị của đồng tiền, mặc dù đồng tiền rất là nhỏ nhưng mang lại giá trị rất là lớn trong tương lai. Thứ tư đó là lập danh sách các khoản chi tiêu của bạn. Mặc dù việc này hơi tẻ nhạt nhưng tôi đảm bảo nó đáng để làm, và hãy lập ra một ngân sách. Thứ năm là hủy cái thẻ tín dụng của bạn ngay lập tức, chỉ sở hữu một cái mới khi bạn đủ 55.000 euro trong tài khoản, tức là không dùng quá nhiều hay quá bừa bãi. Thứ sáu là chuyển tài khoản thống chi của bạn thành một khoản vay thông thường, lãi suất thấp hơn và bạn có thể bắt đầu thanh toán nó. Thứ bảy là lập danh sách các khoản nợ mà mọi người chưa hoàn trả cho bạn, gặp gỡ các cá nhân đang nợ bạn và thu lại khoản cho vay, cho họ cơ hội để trả góp và cảm ơn họ rất nhiều vì mỗi lần trả nợ. Thứ tám là trò chuyện cởi mở với các chủ nợ của bạn để né tránh họ, chỉ làm gây thêm tức giận, mất kiên nhẫn. Hãy thẳng thắn với họ và hầu hết thì họ sẽ đồng ý với đề xuất là cho mình rời cái khoản nợ đấy trả lâu hơn để mình có thể có kế hoạch. Thứ 9 đó là trả cho họ tối đa một nửa số tiền bạn có thể dành hàng tháng. Có hai lý do cho điều này. Thứ nhất là vì bạn muốn bắt đầu tiết kiệm ngay lập tức. Thứ hai là bạn muốn chắc chắn cái số tiền bạn có thể hoàn trả cho chủ nợ sẽ không khiến họ thất vọng. Cái bài học này bài học rất là lớn Quang ạ, bởi vì là trước thì mình nghĩ là khi mà mình nợ thì mình có thể là mình áy náy trong lòng thì mình sẽ phải đem hết cái số tiền của mình để đi trả nợ. Nhưng mà thực tế khi mà tác giả đưa ra là mình chỉ dùng 50% cái số tiền đó để đi trả nợ thì mình vẫn còn một cái khoản tiền nữa để mình không bị cảm giác là nhụt chí trong cái việc là tăng thu nhập của mình. Cái ý này ý rất hay. Ý này là ý rất là hay đấy. Anh nghĩ là ý cực hay luôn. Thứ 10 đó là với mỗi khoản chi tiêu thì hãy tự hỏi bản thân rằng điều này có thực sự cần thiết và tôi có cần phải mua cái này hay không. Điều này là... Thứ 11 đó là tìm kiếm nguồn thu nhập mới. 12 là quy định số tiền tối đa mà bạn sẽ chi tiêu hàng tháng với số tiền tối thiểu của bạn sẽ kiếm được. Và 13 là phát triển khả năng phán đoán khẩn cấp, mô phỏng một kịch bản tồi tệ và hãy hành động ngay lập tức. Cuối cùng thì bạn cũng sẽ bạn vẫn không thay đổi niềm tin và hủy bỏ cái thẻ tín dụng đó được hay sao. Rồi. Đó. Trong cái chương nợ này anh thấy có mấy cái điểm mà anh thấy rất là tầm đắc học được này. Tức là luôn luôn giữ tiền mặt, thậm chí ngay cả khi bạn không có gì, tức là nó tương đương với là lúc mình cần xây cái quỹ dự phòng thanh toán nhanh đấy, đúng không? Kể cả trong trường hợp mà
mình luôn luôn phải có cái vấn đề, vì tác giả nói là nếu mình thiếu thanh khoản thì khi nó xảy ra vấn đề mình sẽ không tận dụng được cơ hội đâu. Đây này, trong này tác giả nói này, luôn giữ một khoản dự trữ tiền mặt ít nhất là 30.000 euro trong cái sách. Cái này là tiền ở bên Đức, ở châu Âu, nhưng nếu ở Việt Nam mình có thể điều chỉnh cái số lượng nữa đó. Và tác giả có nói là hơn 80% các vấn đề nghiêm trọng sẽ được giải quyết khi mà chúng ta có một quỹ dự phòng. Rất nhiều mối lo vụ bệnh sẽ gây áp lực cho bạn chứ không phải là nợ của bạn. Đấy, đây là khoản dự phòng khẩn cấp. Và số tiền này cho phép bạn có cơ hội để bắt đầu lại. Khoản tiền 30.000 euro này rất là lợi cho sự tự tin và nhu cầu an toàn của bạn. Đấy, bạn phải thực hiện chiến lược này bởi bạn nợ bản thân, sức khỏe và gia đình của mình. Đó. Xong tác giả cũng có nói lại cái nguyên tắc 50-50 mà Duyên đã nói rồi. Thì cái ý này khá là hay. Vì cái việc mà chúng ta giữ lại 50% để mà chúng ta xây dựng tài sản thì nó cũng tạo cho chúng ta một cái tư duy tích sản luôn, kể cả trong thời gian mình đang có nào. Nói chung là cái này cảm khá hay. Và tác giả có nói luôn là trong thời gian mà mình đang nợ thì mình có thể ấn định luôn. Ví dụ như tác giả bảo là ấn định là tôi chỉ sống với 5 euro một ngày thôi, thì tự nhiên là mình sẽ điều chỉnh được cái cách sống của mình để nó phù hợp với cái budget đó. Thì vẫn rất là hay. Cái việc này là cái giữ nguyên tắc kỷ luật trong chi tiêu hay là trong vấn đề tài chính. Tiếp theo là cái vấn đề mà tác giả đi tiếp theo, đó là vấn đề về tăng thu nhập. Đây là một cái mà mọi người cũng khá là băn khoăn, bởi vì khi nhắc đến cái vấn đề đầu tư để kiếm ra cái nguồn thu nhập thụ động ấy, thì mọi người đặt ra câu hỏi là các chuyên gia dạy cho tôi về cái cách đầu tư, đem tiền đi đầu tư, nhưng lại không dạy cho tôi cái cách để kiếm được cái tiền đấy để đem đi đầu tư. Thì trong này tác giả có đưa ra, đúng không anh Quang? Thì anh Quang cảm thấy như thế nào về chuyện này? Cũng khá là tâm đắc với các cái lời khuyên của tác giả trong cuốn sách này. Để mà tức là đầu tiên tác giả khẳng định luôn là trong cái chiến lược để hướng tới tự do tài chính của mình, lúc nào mình cũng luôn luôn tư duy là làm nào để tôi không ngừng tăng thu nhập. Đó là một cái việc mà rất là tích cực nên như vậy. Và chúng ta có mấy cách sau đây thì chắc là thể hiện ưu điểm của bạn. Bạn có ưu điểm gì thì phải phát huy tối đa cái ưu điểm đó này. Hỏi xem nhiệm vụ của bạn là gì, đừng đòi hỏi quyền lợi của bạn là gì. Cái này là cái rất là tốt. Nếu bạn được trả tiền làm trong 8 giờ hãy làm trong 10 giờ, tức là mình hãy chăm chỉ hơn so với người khác rất nhiều. Hãy coi mọi vấn đề để mang tính cấp bách, cái này rất quan trọng. Là nhiều khi mình đi làm mà mình cứ nghĩ là ok deadline này cho tuần, chả cái gì phải vội cả, thân mình cứ làm như này, đúng không? Trong khi là thực ra nếu mình coi đó là vấn đề cấp bách thì mình sẽ tập trung mình giải quyết rất là sớm mà mình không bị rơi vào cái dạng là trì hoãn. Rồi hãy khiến bản thân mình là người không thể thiếu, cũng là một ý rất quan trọng. Luôn luôn không ngừng học tập, tình nguyện xử lý nếu có vấn đề xảy ra. Mình nên là người giải quyết vấn đề chứ đừng là người tạo ra vấn đề. Và hãy coi bản thân mình là chuyên gia cũng rất là hay. Đấy, nếu bạn không thay đổi thì sẽ chẳng có gì xảy ra cả. Không có gì khác biệt giữa nhân viên và ông chủ khi bàn về lương. Đúng, chúng ta phải tư duy là cuối cùng cuối ngày thì mình nhận được tiền là do khách hàng trả thôi, chứ cũng không phải là do ông chủ là trả tiền cho mình, mà thực sự là khách hàng mới là người trả tiền cho ông chủ trả cho mình. Đó rồi, thế làm thế nào để phân tích thu nhập của bạn này? Chúng ta phải phân tích theo kiểu là trong này tác giả có đưa ra để chấm điểm này. Năng lực của mình ra sao, năng lượng của mình như thế nào, khả năng mở rộng như thế nào, khả năng tự tin ra sao, và ý tưởng của mình như thế nào. Đấy, thì mình chấm hết tất cả các điểm này để mình viết vào những cái yếu tố để tăng thu nhập của mình là xuất phát từ các cái yếu tố vừa mô tả đó, mình có thể cải thiện nó như thế nào, đúng không ạ? Khá bài bản, trong này tác giả viết hay phết. Rồi tìm kiếm những nguồn thu nhập khác từ đâu, thì tác giả có chỉ ra là về nguyên tắc là chúng ta được trả tiền dựa trên những giá trị mà chúng ta mang đến cho thị trường. Thì có 4 giá trị là có thể là từ sản phẩm, có thể là từ kiến thức, có thể là từ dịch vụ, có thể là từ ý tưởng. Đó, thì đây là một cách để gợi mở cho chúng ta để mà chúng ta có thể tìm thêm cái nguồn thu nhập cho mình, đúng không? Và tập trung vào các hoạt động kiếm tiền này. Và thu nhập ở đây không có nghĩa là giàu có, mà chính cái sự tiết kiệm được từ cái thu nhập và từ đó mang đi đầu tư mới thực sự mang cho chúng ta giàu có được. Đó là cái chương cũng rất là hay. Và trong này tác giả nói là không bao giờ dừng lại nha, không bao giờ ngừng tăng thu nhập của bạn cho đến khi tích lũy đủ vốn và có thể sống bằng tiền lãi thu được, chính là lúc tự do tài chính. Hãy nhớ điều đó, chỉ được dừng lại khi tự do tài chính. Chương tiếp theo là tác giả nhắc đến, đó là về tiết kiệm và tự chi trả. Thì ở đầu chương tác giả đưa ra một câu chuyện rất hay, đó là về con ngỗng và quả trứng vàng. Thì chắc là câu chuyện này mọi người cũng đã từng nghe ở đâu đó rồi. Tác giả có đưa ra 4 lý do tại sao mọi người không tiết kiệm được. Đó là thứ nhất là họ tin rằng mình sẽ kiếm được nhiều tiền hơn trong tương lai và không nhất thiết phải bắt đầu tiết kiệm ngay bây giờ. Thì tác giả cũng đưa luôn một cái chỉnh sửa cho những cái lý do này. Đó là khoản tiết kiệm chứ không phải là thu nhập giúp bạn trở nên giàu có hơn. Tức là phải tiết kiệm thì mới có thể trở nên giàu có hơn chứ. Nên làm việc dễ trước.
Và lý do thứ hai đó là họ muốn tận hưởng cuộc sống ngay lúc này. Họ nghĩ rằng tiết kiệm sẽ rất khó và việc này đòi hỏi phải hạn chế bản thân. Thì tác giả sửa lại đó là tiết kiệm là việc bạn làm dễ dàng và thú vị đối với tất cả mọi người. Lý do thứ ba là họ không tin rằng tiết kiệm đóng vai trò quan trọng và tin rằng mình sẽ luôn nghĩ như vậy. Tác giả sửa lại đó là bạn có thể thay đổi niềm tin và thái độ của mình về việc tiết kiệm bất cứ lúc nào. Cái này là do sự lựa chọn của ta thôi. Lý do thứ tư đó là họ nghĩ rằng mình chẳng được hưởng lợi gì khi tiết kiệm, lãi suất thấp và lạm phát. Nhưng thực tế thì tác giả sửa đó là tiết kiệm biến bạn trở thành 1 triệu phú. Bạn có thể kiếm được 12% lãi suất hoặc có thể nhiều hơn. Và lạm phát thực sự sẽ giúp bạn thực hiện điều đó. Và tác giả cũng đưa ra những cái đó là lý do này. Sau đó tác giả cũng đưa ra cái cách để mình tiết kiệm, để tức là lúc đầu thì có thể là chưa trở thành một kỷ luật, nhưng mình sẽ dần dần, tức là lúc đầu thì không thể nào là, nếu như mình chưa có thói quen là hàng tháng thì ví dụ là mình có thể cách tháng rồi mau dần để tạo thành thói quen. Và tác giả có nhắc đến một cái là lý do là tại sao mà khi mọi người thực hiện cái kế hoạch tiết kiệm rồi nhưng lại bị đổ bể. Tác giả đưa ra hai lý do, đó là thứ nhất là họ cố gắng tiết kiệm số tiền không thực tế, tức là đề ra nó quá nhiều và đến lúc là bị âm vào. Thứ hai đó là hầu hết mọi người chỉ tiết kiệm những gì họ còn lại vào cuối tháng. Đó, thì cái này thì mình lại có thể liên hệ đến cái công thức, đó là người ta hay dùng là tiết kiệm bằng thu nhập trừ đi chi tiêu. Nhưng nếu đi mà mình ngược lại thì chi tiêu bằng thu nhập trừ đi tiết kiệm thì nó sẽ là một cái khác, mình sẽ có cái kỷ luật hơn. Chỉ cần thay đổi thứ tự thôi, đúng không? Rồi cái chương tiếp theo là đề cập một cái vấn đề mà cũng rất là quen thuộc trong tất cả các sách rồi, đó là sự kỳ diệu của lãi suất kép rồi, đúng không? Thì tác giả cũng nhấn mạnh lại một lần nữa là chứ ai mà hiểu được điều này thì sẽ tận dụng được nó và hoàn toàn có thể đạt được tự do tài chính, còn ai mà không hiểu thì lại phải trả giá cho nó, đúng không? Là ví dụ vậy. Chung chương này cũng quen rồi, là chúng ta có thể mua nhanh qua thêm cái chương số 10 là tại sao bạn phải trau dồi về tiền bạc. Đấy, tức là chúng ta không ngừng trau dồi các cái kinh nghiệm, đúng không? Và trong này tác giả đã nhắc một cái ý này, ví dụ như mình luôn luôn phải để dành ra 1/5 sản lượng mùa vụ, tức là đây kể lại câu chuyện thôi. Ngày xưa người ta đi làm thu hoạch mùa vụ bao nhiêu mà để lại 1/5, 20%, đúng không? Thì cái này là để phòng cho những năm đói kém. Trong này tác giả có nói một câu khá là hay này, những huấn luyện viên của tôi thường nói hầu hết mọi người đều sống như thế sẽ không bao giờ có một năm đói kém nào, nhưng chúng chắc chắn sẽ tới, đúng không? Thì thường là chu kỳ kinh tế sẽ đến lúc nó gặp, ví dụ như Covid này, tại là chu kỳ mọi người mất hết thu nhập. Thì nếu mà chúng ta không có cái kiểu tiết kiệm được kia thì lúc đó chúng ta sẽ phải trả giá rất là nghiêm trọng, đúng không? Đấy, rồi tiếp tục nữa là thực tế này, tác giả có chỉ ra là hầu hết mọi người đều tiết kiệm quá là ít luôn, đúng không? Sống rất là xa xỉ. Thì cái điều này là điều mà cũng nhắc đi nhắc lại, tác giả cũng nhắc thêm là kể lại những cái cuộc khủng hoảng, đúng không? Như là giai đoạn năm 2001-2002 thì chắc chắn nó sẽ lặp lại, cho nên bao giờ mình cũng phải dự phòng cho những trường hợp như vậy. Tác giả cũng nhấn mạnh lên là không ngừng học tập để trang bị cho bản thân, không được biện minh. Đó là trong cái chương về luôn luôn trau dồi cho bản thân của mình như thế nào. Rồi cái chương tiếp theo là chương 11 thì tác giả đã nói về nguyên tắc cơ bản dành cho nhà tư bản và chủ đầu tư. Thì trong này nói rất nhiều về các nguyên tắc, tức là chúng ta phân biệt giữa đầu tư và đầu cơ như nào. Đấy, và những cái nguyên tắc này, ví dụ nhận biết khi nào bạn đang đầu tư và khi nào bạn đang đầu cơ là phải rất là rõ ràng. Nếu mà ai mà nhầm cái chiến lược này thì phải trả giá rất lớn, đúng không? Có nhiều người là đầu cơ nhưng mà lại nhầm thành là đầu tư, hoặc là đang đầu tư nhưng lại hành động như một người đầu cơ, thì lúc cuối cùng đều là thất bại hết. Cho nên là phải lưu ý vấn đề này. Nguyên tắc thứ hai là khác biệt giữa nghĩa vụ tài chính và đầu tư. Đã, tức là tóm lại là nếu mà chúng ta đầu tư tài sản thì nó sẽ giúp chúng ta tăng trong tương lai, còn nếu mà mua tiêu sản, ở đây nghĩa vụ tài chính chính là tiêu sản thôi. Đó, thì đó là cần phải phân biệt rất là kỹ này. Tóm lại là tác giả nhấn mạnh là phải ưu tiên đầu tư. Nguyên tắc thứ ba là xác định loại tài sản đang xem xét là gì, tài sản tiền tệ, tài sản hữu hình hay là cờ bạc, để mà chúng ta xác định đúng cái chỗ mình phân bổ vào. Đúng không? Và tài sản hữu hình đánh bại tài sản tiền tệ, đây là cái ý của tác giả đưa ra để nhấn mạnh thêm thôi. Phải chấp nhận rủi ro. Nhiều người cứ sợ rủi ro quá, nhưng mà rốt cuộc cuối cùng thì cái mà rủi ro lớn nhất chính là không dám tận dụng cái rủi ro mà mình có thể hiểu biết được trong phạm vi mình có thể điều khiển được. Là, ví dụ nhiều người nghĩ là gửi tiết kiệm thì không rủi ro, đúng không? Nhưng thực chất nó vẫn có rủi ro, và nó rủi ro ở mức thấp thì nó lại cho cái lãi suất rất là thấp, và nó không bao giờ có thể đạt được đến cái tự do tài chính được, đúng không?
thì là nguyên tắc thứ 6 là dành trả các khoản đầu tư, là tức là phải diversify, ý là như vậy, tức là phân bổ tài sản cho nó không bị tập trung. Đấy, vâng vâng. Rồi và cuối cùng là tác giả có nói đến cái cấp độ đảm bảo tài chính, an toàn tài chính và tự do tài chính, đúng không? Chính là giống như cái tháp tài sản mà chúng ta hay bàn với nhau. Trước khi nghĩ đến cái gì mà kia chúng ta phải đảm bảo trước, chúng ta phải có quỹ dự phòng tâm nóng nhanh, phải có bảo hiểm, đúng không? Rồi phải có quỹ hưu trí cho mình, sau đó xây dựng cái quỹ an toàn và tự do tài chính theo nguyên tắc. Thực ra trong này thì tác giả có đưa ra một cái quy tắc gọi là 150 lần của cái chi tiêu một tháng, nhưng mà rõ ràng trước đây chúng ta có một quy tắc mà mọi người cũng rất là dễ hiểu là quy tắc 25 và 4. Cụ thể là chúng ta xây dựng một cái danh mục tài sản mà nó có giá trị gấp 25 lần chi tiêu một năm, và sau đó chúng ta áp dụng một quy tắc là chỉ rút 4% ra từ cái danh mục đó một năm thôi, thì lúc đó chúng ta sẽ đạt cái trạng thái gọi là tự do tài chính. Đúng không? Đó là cái ý mà trong này tác giả đã nhắc đến. Đấy, tóm lại là chúng ta nhớ có ba cấp độ ha: an toàn, gọi là đảm bảo tài chính, an toàn tài chính và tự do tài chính. Chương cuối cùng là tác giả có nhấn mạnh đến mạng lưới các huấn luyện viên và mạng lưới các chuyên gia. Tóm lại là khi mà mình con đường đến tự do tài chính nó không phải chỉ có một mình mà chúng ta sẽ có một mạng lưới các financial coach, các mentor xung quanh chúng ta có thể hỗ trợ giúp chúng ta. Thật ra cái chi phí mà để có được những người coach như thế thì nó không có vấn đề gì quá lớn cả so với giá trị mà nó mang lại được. Ngoài ra thì cái chương cuối cùng có thể bạn có thể giao mầm về tiền bạc. Thực ra ý tác giả muốn nói là cái chuyện mà quan niệm về tiền bạc không phải chỉ là mình kiếm cho mình không, mà đồng thời khi mà mình ngay từ lúc mà mình đang xây dựng hướng đến tự do tài chính ấy, là mình đã có một ý thức là gì ạ? Cái ý nghĩa lớn nhất của tiền bạc là cuối cùng là sự cho đi. Kể cả khi mình có ít tiền, mình phải giữ một cái thói quen là mình dành một phần trăm nào đó trong cái thu nhập để mà mình có thể cho đi. Mình có thể cho đi quỹ từ thiện, mình có thể cúng dường ở các thầy mà có thể giúp đỡ được nhiều người, vân vân. Thì cái đó nó cũng cho chúng ta giống như kiểu là người biết tạo phúc đức ấy, thì lúc đó mới là cái gốc gác lớn nhất của tài chính. Tóm lại là tác giả cũng đưa ra một hướng rất là văn minh, rất là hay, mà anh cho rằng người ta nói là gì, có đức mà sức mà ăn, đúng không? Ai có phúc là người đó sẽ có phần. Nói chung là một cái kết rất là có ý nghĩa của cuốn sách này. Tóm lại anh thấy đây là cuốn sách rất là hay, rất là tích cực và có cái hướng dẫn rất cụ thể để mình có thể thực hành được ngay được. Miễn là mình có kỷ luật thôi thì chắc chắn mình sẽ làm được. Ngay là đây là một cuốn sách rất là hữu ích để mình có thể học tập này, thực hành và áp dụng vào cuộc sống của mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyên mục của chúng tôi. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.